Lễ hội trái cây Việt Nam với chủ đề Trái cây Việt Nam 4 mùa thơm ngon vừa được tổ chức thành công tại Trung tâm Phân phối Nông sản Tân Phát Địa, quận Phong Đài, Bắc Kinh. Lễ hội đã quy tụ nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trái cây tươi và sản phẩm chế biến từ trái cây lớn của Việt Nam tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm và phục vụ người tiêu dùng Trung Quốc. Hầu hết các loại trái cây hiện diện ở đây đều đã được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. Trung tâm Tân Phát Địa là nơi cung cấp rau củ quả chính cho hơn 22 triệu người dân của thủ đô Bắc Kinh và các địa phương lân cận như là Hồ Bắc, Thiên Tân, vân vân. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên, lễ hội trái cây Việt Nam với chủ đề Trái cây Việt Nam 4 mùa thơm ngon là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng bên lề kỳ họp lần thứ 13 Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam Trung Quốc. Trung Quốc liên tục duy trì là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam hiện cũng là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN và thứ 5 thế giới của Trung Quốc. Về cung cấp trái cây và sản phẩm từ trái cây, Việt Nam là đối tác lớn thứ 3 thế giới của Trung Quốc, sau Thái Lan và Chile, với nhiều sản phẩm đã có chỗ đứng vững chắc và được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng. Lần đầu tiên chúng ta tổ chức ở tại trung tâm của thủ đô của Trung Quốc, và thứ hai nữa đó là với mục tiêu là chúng ta sẽ làm cho là cái người dân của Trung Quốc ở miền Trung và miền Bắc của Trung Quốc là có thêm cái hiểu biết cũng như là thêm được cái thông tin về trái cây Việt Nam và những gì đặc sắc liên quan tới trái cây Việt Nam. Trong thời gian tới thì Bộ Công Thương cũng hy vọng rằng là cái sự kiện này sẽ được tổ chức thường niên. Đấy, và không chỉ là ở Bắc Kinh, Trung Quốc mà còn các tỉnh lân cận ở Bắc Kinh, miền Trung Trung Quốc và miền Bắc của Trung Quốc và Tây Bắc Trung Quốc và Nam Bắc của Trung Quốc. Hiện nay, trái cây Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc qua đường biên mậu nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường của một số địa phương khu vực phía Nam, Đông Nam Trung Quốc. Đối với các địa phương khác, sự xuất hiện của các sản phẩm trái cây Việt Nam còn khá khiêm tốn, trong khi nhu cầu tiêu thụ trái cây của thị trường Trung Quốc rất lớn và khả năng cung ứng trái cây đặc sản chất lượng cao của Việt Nam rất dồi dào. Trong những năm vừa qua, với sự hỗ trợ giúp đỡ đắc lực của Tổng cục Hải quan và các cơ quan liên quan của phía Trung Quốc, cùng với sự vào cuộc và cố gắng của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương Việt Nam trong công tác quy hoạch vùng trồng, minh bạch hóa quá trình canh tác, quản lý nghiêm việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, hệ thống truy xuất nguồn gốc. Nên thời điểm hiện tại đã có 12 loại trái cây của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc với kim ngạch ước tính khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ cho năm 2024 này. Chủ động của Bộ trong cái việc mà phối hợp với các địa phương để trong cái việc mà thực thi tốt hơn những cái quy định về an toàn thực phẩm cũng như là giám sát những cái vùng trồng rồi các cái cơ sở đóng gói. Mặc dù trong thời gian qua thì nó cũng có một vài vấn đề nhưng mà chúng tôi cũng sẽ làm sao đó để mà phối hợp với địa phương làm tốt hơn công tác này để tránh hiện tượng là có những vùng trồng mà nó không phải vào cái thời vụ cung cấp sản phẩm mà vẫn được phép xuất khẩu, thì những cái này là chúng ta sẽ phải xem xét một cách rất là kỹ lưỡng trong thời gian tới để tránh cái việc bị cái thị trường cảnh báo, hay là bây giờ Trung Quốc thay vì người ta chỉ kiểm tra mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói thì bắt đầu chuyển sang tập trung vào vấn đề là xem xét các cái đối tượng kiểm dịch, rồi các cái yếu tố liên quan đến vấn đề dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, rồi kim loại nặng trong sản phẩm. Như chúng ta đã từng có những cảnh báo từ phía bạn với cái kim loại nặng trong sản phẩm sầu riêng, rồi bên cạnh đó là nhiều sản phẩm khác. Thì đây là những cái mà Bộ cũng đang ráo riết chủ động chỉ đạo các địa phương để làm sao, cũng như là các chi cục bảo vệ thực vật để làm sao đảm bảo tốt những cái khâu này. Trong nhóm các mặt hàng chủ lực của Việt Nam xuất khẩu sang nước Trung Quốc, rau quả là nhóm hàng đang tăng trưởng nóng. Giá trị xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang Trung Quốc trong 9 tháng năm 2024 đạt giá trị gần 5,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 34% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 64% trong tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả ra thế giới. Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương cùng các bộ ngành liên quan đặt mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu trái cây chính ngạch kết hợp với quảng bá về hình ảnh và thương hiệu rau quả Việt Nam. Đây là phương pháp phát triển xuất khẩu bền vững và thu được giá trị cao hơn, đi sâu hơn nữa vào thị trường Trung Quốc.